Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, và chào mừng anh em đã đến với bộ ba cận thị. Ok anh em, tại sao mình lại nói là bộ ba cận thị? Anh em nhìn đây, mình đang đeo mắt kính này, thấy không? Anh Dịch cũng đeo kính nè, rồi Sammy cũng đeo kính luôn bạn ơi. Đó, cả ba đứa nào cũng bị cận thị hết bạn ơi. Trời ơi, bởi vậy cho nên mình nói là bộ ba cận thị đó. Ok, thì ok anh em ơi, hiểu bạn có thấy gì sau lưng mình không? Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Đây chính là một con map mà mình mới vừa kiếm được. Thì con map này có tên là map Parkour từ địa ngục lên thiên đàng bạn ơi. Đây là cái tên mà mình đặt cho nó đó. Bạn biết sao không? Bởi vì bên dưới đây nè, là bên dưới lòng đất là địa ngục nè anh em. Chúng ta sẽ parkour dần dần leo lên dần dần lên tới thiên đàng nữa bạn. Đó chính là bầu trời kìa bạn, thấy không? Phía trên kia chính là bầu trời kìa. Đó, phía trước chính là bầu trời. Chúng ta cứ hướng đến bầu trời mà đi, đúng không bạn? Thì ok, bây giờ mình sẽ cùng với anh Dịch nè, với lại là Sammy nè, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là parkour lên thiên đàng anh em. Parkour từ dưới địa ngục lên trên thiên đàng, và để thi đua xem coi mình với anh Dịch với lại Sammy nè, coi ai sẽ là người gọi là chạy nhanh hơn, parkour giỏi hơn anh em. Đó. Hay rồi, ok, bây giờ để xem coi là mình với anh Dịch với Sammy coi ai là người sẽ là vượt qua con map này nhanh hơn nha. Ok anh Dịch ơi, Dịch, hey. Sao tự nhiên anh chạy trước vậy? Anh thấy cái này là cái gì không? Cái này chính là cái bạch xuất phát nè. À, bạch xuất phát đúng không? Đúng rồi, okay, đứng mình phải đứng ở đây nè, xong rồi đếm nha. Bạch xuất phát chuẩn bị nha. 1, 2. Ê, đừng có đeo. Gì? Đừng kìa, Dịch đừng không đeo kìa. Dịch đứng thẳng hàng coi, thẳng hàng vô, thẳng hàng vô. Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, chạy. Yeah. Rồi, để xem coi người nào sẽ là người đến đích trước nha. Đẩy Dịch xuống. Đẩy. À, đẩy Phong xuống. À, dám đẩy Dịch xuống à? Mày chết không? Mày chết đúng không? Dịch Trang Giang, Dịch đẩy em xuống. Dịch Trang Giang, Dịch lớn, Dịch đẩy con nít xuống vậy. Tính ra nó đòi đẩy mình, xong mấy lúc mình đẩy nó vào mình chết anh Giang. Ôi, nhập quật. Trời, bởi vì Dịch là người lớn, Dịch phải nhường con nít, Dịch hiểu không? Dịch không được đẩy em, chỉ có em được đẩy Dịch thôi, hiểu không? Đó, ok luôn, để hồi sinh nè. Cái triết lý vậy. Ơ, triết lý là em mới nghĩ ra đó. Qua đây anh ơi, nhìn thấy kim cương mà không được đập khó chịu quá. Qua đây đi, đẩy ra, đẩy ra, đẩy lại, đẩy, đẩy ra, đẩy, đẩy, đẩy ra, đẩy ra, đẩy xuống, đẩy xuống. Ê, rồi xong chết queo luôn. Dịch này chơi kỳ quá. Thôi đi qua kim cương mà còn không có cúc đào ngửa tay quá. Nhanh lên Sam ơi, trời ơi Sammy nước quá, Sammy bắt cua chậm quá, nhanh lên cho tôi chạy nhanh coi. Rồi, đó. Dịch ơi, chúng ta đang gọi là thoát ra khỏi cái hang đá nè anh, chúng ta sắp lên được mặt đất rồi. Bọn mình là vừa đi chỗ lava là địa ngục ấy đúng không? Đúng rồi. Nhìn nguy hiểm quá. Ôi chỗ này cẩn thận nha, chỗ này cẩn thận nha, từ từ. Ôi từ từ. Cái gì vậy? Tính ra tôi mới nói từ từ mà. Ok rồi, Sammy qua đi, Sammy qua đi. Anh tính bắt qua đó rồi. Ôi chán quá. Ok bạn ơi. Mình sẽ đứng ở đây, mình chờ có ai đi ngang qua mình sẽ đẩy xuống hết. Phong Cận là một chàng trai ngực tấn công môn phòng thủ. Sợ quá. Dịch qua đây. Ê. Em đẩy Dịch xuống luôn à. Dịch qua đây. Này, thanh liên lại hộ mình cái này. Đây, qua đây. Đi đâu? Ok bạn. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi anh. Cái gì cơ? Dịch. Cái gì? Dịch Trang Giang. Ê, bắt cua xịn xò này. Này, Phong Cận, đập Phong Cận. Đẩy anh xuống nè. Em đẩy anh xuống rồi nè. Sammy qua nhanh đi, Sammy. Trời ơi, Sammy mình không đẩy đâu, mình chỉ đẩy Dịch thôi. Thứ mấy cái? Giáo viên. Ok rồi. Bỏ đem. Rồi trời ơi, bây giờ mình sẽ lưu điểm hồi sinh nè. Ơ Dịch ơi, hình như cái cầu thang này, cái cầu thang đưa chúng ta lên trên mặt đất nè. Anh đừng có chu. Anh đừng. Cái gì vậy? Anh đừng có chu cái đít anh vô mặt em chứ, Dịch này kỳ quá. Lên nè. Anh định chu cái đít anh vô mặt Phong Cận, nhưng mà Phong Cận là đoàn cái mông nó mạnh quá. Rồi bây giờ đi đường nào ở đây? Mình lên được tới mặt đất cái nè. Giờ đi đường nào? Đây Phong ơi, đây bên này. Bên nào? Gốc cây có cỏ đây. Bên này á. Ok. Đây. Lên mặt đất rồi nè. Ôi. Lên được mặt đất cái nè. Lên được lên nhỉ? Ôi, Dịch ơi.
Nhìn nhanh nè. Ủa, đẹp quá. À. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một cục phân màu xanh. Cái đầu. Thì nhưng mà trời. Từ nay anh giống em á. Em nhìn cái cục này em người ta sẽ nói là cục kim cương nhưng em nhìn thấy nó giống cục gì á chứ phải cục kim cương. Tại cục kim cương nó đẹp lâu quá rồi nó đi ra. Rồi. Cái đúng này rồi. Là cục viên thạch đó, nhưng em nghĩ viên thạch á. Ờ thôi. Đây bên này thôi. Bên này. Ở bên này hả? Ok. Sắp lên mặt đất rồi này. Cua đúng không? Ok. Rồi. Wow, sắp tới được mặt đất rồi nè. Sắp lên làng rồi. Rồi chỗ này đi đường nào nữa đây? Giờ đây chỗ này em biết đường nào không? Chúng ta phải ở đây có cầu thang này em ơi. À đây có nước dưới nè. À bên đây hả? Đây hả? Ok. Hey, hey. Phong lên trước nè. Ok, để Phong đi trước cho, Phong đi trước dẫn đường cho. Ok rồi. Phong à bên đây Phong hiểu nè. Nhìn cái cầu thang này nó dốc vãi chuối Phong ơi. Ôi, chỗ này là mình sẽ leo như thế này nè. Từ từ mọi người, đừng chen lấn sổ đẩy, chỗ này đẩy người là té liền nha. Đừng chen lấn sổ đẩy. Trời ơi. Dịch ơi, anh nhường cho con gái đi anh. Anh nhảy xuống dưới, anh nhường cho con gái lên trước đi, dịch kỳ quá. Trời ơi, xong vậy sao ông, vậy? Ông làm thiệt luôn. À, ủa? Tính là nhường cái gì nữa? Tôi đang rồi xong chết kìa. Tân cùng cuồn ơi nha. Giết chết coi ông cái con này gì không? Trời ơi, ủa cái này. Nhanh lên Sam ơi. Cái bây giờ anh nhường nó hơi quá đà Phong ơi. Nhanh lên Sam ơi. Anh nhường cái mạng luôn á. Ờ anh nhường nguyên cái mạng rồi. Rồi ok, lên. Ui, lên được không? Rồi Sammy lên được rồi nè. Ok, còn anh Dịch nữa. Ơ Sammy tôi nói bà nghe nè. Bây giờ tôi bà đập cái cây cầu này ra luôn đi, khỏi chậm lên luôn. À, mày rút tao nhường cho mặt cái mày lên xong mày chơi trò qua cầu rút ván à? Mày chết rồi. Chơi điểu vậy? Phong chơi gọi là quá là mùi hay dụ của anh ạ. Ờ, không sao. Không, em giỡn mà, em giỡn mà, em thương Dịch muốn chết à. Trời ơi, mày thương tao cái lông không còn á. Nhanh lên Dịch, nhanh lên, trời Dịch chậm chạp quá. Ok. Nè. À, lưu. Ôi Dịch. Trời ơi, mày có chỗ lưu. Có cây nấm nè, em hái nấm làm đồ ăn cho Dịch ăn nha. Nấm độc ông nói. Anh không thích ăn nấm đâu. Ghê quá. Cái này hình như là nấm độc của anh. Nấm mà nấm ngon thì em ăn, còn nấm độc để cho anh ăn nha. Ờ cái nấm mà có mấy màu đỏ mà chấm chấm này khả năng nấm độc ăn vô chết tươi. Nè nhiều con gái lại nhường con gái, con gái đi trước. Ok, à, nhường con gái. Trời ơi, mày đặt nhiều con gái. Cái đồng bộ vô laser. Đấy. Rồi anh Dịch lên trước đi, em lên sau. Ok, ủa thế khác gì em nhường con gái đâu? Bây giờ mình leo nước nhà nè. Trước đi. Không. À, okay. Sammy là Sammy kia là Sammy nhường con vịt hiểu không? Không phải nhường con gái, cái này ta gọi là nhường con vịt hiểu không? Ủa cái nóc nhà nè, nóc nhà. Ôi gì Phong. Em rơi xuống luôn. Cái xuống kia rồi. Em rơi xuống luôn. Lên. Wow. Wow. Cái điều gì? Em đang nhảy mà. Ok, đây ok nè. Ok, đem qua. Yeah. Hey. Ok qua rồi nè. Sao đâu, đợi sao? Sao đâu qua đây. Em không. Chặn đường. Chặn đường lại. Sao nó núp vào mình. Trời ơi. Qua đi, qua đi. Đẩy ra. Rồi qua rồi. Hey. Dữ quá. Hey. Ôi, bắt cua nè. Cố lên. Hey, bắt cua lên trên lá cây. Hey. À, bây giờ là mình phải nhảy lên trên cây hả? Ok. Lưu điểm hồi sinh em mọi người ơi. Lưu điểm hồi sinh nè. Cố lên, chúng ta sẽ lên đỉnh. Ủa rồi còn chỗ này chỗ nào đây? Chỗ này đi đường nào đây? Để đi thẳng lên đấy. Đúng rồi. À, leo lên cây, em hiểu rồi, leo lên cây. Trời ơi, làm khỉ hoài luôn á. Bắt đầu lên chỗ này, chỗ mặt đất nè. Xong rồi lên cây nè, xong rồi lên thiên đàng. Ui, Dịch ơi. Dịch ơi. Bọn mình đã đi được đến tận đám mây rồi nè. Ồ, đang đứng trên đám mây nè. Thôi lên trời anh ơi. Tính ra là lên trời nhanh vậy. Bọn mình sắp được lên trời rồi, đi. Ok, nhảy qua đây. Nhảy qua tầng đám mây. Ờ, nhảy qua tầng đám mây. Cái gì sao? Cái gì vậy? Rồi xong. Nó núp tiếp rồi. Chết được rồi. À, rồi xong, ông trời đã không chấp nhận Sammy cho Sammy rơi lại. Anh cảm giác như bọn mình như kiểu táo quân ấy. Hay ông một bà leo lên. Tìm được lên trời. Sammy chỉ cần màu hồng nữa thôi là y hệt táo quân luôn anh. Đúng rồi, thành táo quân luôn á. Ba là mà tìm đường lên làm táo quân hả? Qua nào, qua nào. Leo cây nè. Qua. Ủa làm sao đây? Này nè, đằng sau cầu thang nè. Có điểm hồi sinh trên kia kìa. Sao nó chơi? Lên nào. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Qua. Cố lên mọi người, Dịch cố lên. Ok. Biết ta từ nãy giờ anh cứ tưởng kiểu Sam nó sợ bị đi đằng trước hai cái ông mông to đít bự bị sợ bị hút xuống. Khổ ghê luôn á. Lên đây. Lên đây em sợ cực kỳ luôn. Thằng cùng cua. Tính ra mình ngã xuống mà mình còn lên nhanh hơn cả lúc mình lên đi luôn á. Trời ơi. Ủa sao hai người bị té hoài vậy? Tôi lên tới được cái ngôi sao rồi nè. Mọi người ơi, ngôi sao chiến thắng. Này hai block hay sao á? Ngôi sao chiến thắng đây rồi, em đã thấy được ngôi sao chiến thắng rồi. Đây mà Dịch. Chết rồi. Anh để theo mặt trời luôn. Leo mặt trời luôn hả? Trời ơi. Rồi xong, rơi xuống hết rồi anh.
Rồi rồi xuống hết luôn. Rồi rồi xuống hết. Ok thôi. Thôi được rồi, em sang ngôi sao đem giành chiến thắng đi. Hai người kỳ quá, hai người chơi à, nước quá. Sao chơi đợi đi, đợi đi cho anh lên. Rồi lên ê, lên gì té hoài rồi xong té nữa. Rồi xong xong đi. Đợi đi Phong ơi cho lên trời. Phong ơi đừng ăn ở lại lên trần gian Phong ơi. Dịch té luôn rồi xong dịch té luôn. Tiếc cái cô ơi, em không làm cái được. Tự sát để anh chết ạ. Anh tự ra để chết để leo lên cho lanh nhanh ạ. Nhanh lên dịch ơi. Trời ơi, áp lực cho đồng đội vậy. Nhanh lên, dịch chậm chạp quá bạn ơi. Trời ơi, dịch chậm chạp quá. Hây. Thôi, có gì có gì mà dịch. Nhân vật đâu? Triệu hồi Cindy. Biết mà. Ông lại mặc Cindy các bạn. Ông mặc skin Cindy đông nhảy ra kìa. Ôi, Sammy qua được rồi. Vậy là coi như là mình đã giành được top 1, Sammy giành được top 2, Mr. Dịch giành được top 3, Mr. Dịch là gà nhất. Ôi, kiểu này sao để cho Dịch qua đây ta? Mình chặn hai đứa mình chặn đường rồi sao Dịch qua được. Sao không sao đâu. Không sao. Cả cái map to như này, cao như này, ông ấy xây được mà ông không xây được cái chỗ đứng ăn sao cho nó tử tế xíu. Cái chỗ ăn sao đâu có miếng. Trời ơi, không biết sao đi. Trời ơi. Sao mà dạ ăn trời. À Phong sẽ qua đây nè, sẽ qua đây nè. Ê dịch tính làm gì, dịch tính làm gì. Em ăn rồi, khỏi ăn. Anh đang đọc cái bảng trên này nó ghi là cái gì đấy. Thanh for play. Ồ, cảm ơn các bạn đã chơi nè. Win rồi bạn ơi. Yeah. Trời ơi. Cuối cùng thì mình với anh Dịch với lại Sammy đã cuối cùng cũng đã lên được thiên đàng các bạn ơi, đã trở thành thiên thần rồi. Đó, bọn mình là những thiên thần đẹp trai xinh gái hiểu không? Trừ anh Dịch ra. Đó, ok. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây bởi vì video này cũng đã rất là dài rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên nè, là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đẻ được 1 triệu subscribe nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là qua bên kênh của anh Mr. Dịch và Sammy Đào và các hành vi của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt, vãi nồi, bye bye.